Tây Nguyên vừa trải qua đợt mưa lớn dài ngày dẫn đến tình trạng nhiều vườn bao gồm cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, khoai lang đều bị ngập úng nghiêm trọng. Cùng với đó là sự bùng phát của các loại nấm và sâu bệnh gây hại nặng nề. Đặc biệt là cà phê đang vào giai đoạn hình thành và phát triển nhân, đầu tiên là nấm khô cành khô quả. Phải kể đến nấm Colletotrichum cafeanum là tác nhân gây bệnh khô cành khô quả. Bà con quan sát thấy trên chùm quả có những mảng màu nâu sẫm, sau dần sẽ lan rộng, trái khô đen và rụng nguyên chùm. Nấm phát triển và tấn công ở những vị trí dễ bị đọng nước, ẩm thường bắt đầu từ vị trí gần cuống trái hoặc tại điểm tiếp xúc giữa hai quả trên chùm. Thời điểm mưa tốc độ lây lan bệnh càng nhanh và mạnh. 2. Nấm hồng. Tiếp đến là nấm Corticium tấn công gây bệnh nấm hồng với những vết bệnh đầu tiên trên quả. Cành hay thân là những chấm rất nhỏ màu trắng giống như bụi phấn. Số lượng chấm nhỏ nhiều lên và tạo thành một lớp phấn mỏng có màu hồng. Vết bệnh thường phát triển chạy dọc theo mặt dưới của cành, cuống quả và làm cành cà phê chết khô, quả héo rồi rụng rất nhanh. Bệnh phát triển trên từng cây với tốc độ làm chết cành rất nhanh. 3. Vì sắt. Bệnh vì sắt do bào tử nấm Hemileia vatatrix gây hại, tác động chủ yếu trên lá với những vết bệnh 2-3mm, sau lớn dần lên 7-8mm. Trên bề mặt, vết bệnh phủ lớp bột màu cam. Khi bệnh nặng hơn, các vết cháy lan rộng ra gây khô, rụng lá. Nghiêm trọng hơn, vì sắt lan rộng ra quả, cành làm trái teo tóp, cành bị cháy đen, khô rụi. Bốn, dẹp vảy. Không chỉ nấm bệnh phát triển, tình hình dẹp vảy bám trên lá và thân, cành với mật độ cao trên các vườn cũng khiến nhiều bà con e ngại. Dẹp trích hút quả non làm quả khô và rụng. 5. Thiếu hụt dinh dưỡng. Bên cạnh những biểu hiện của các loại nấm tấn công, trên nhiều vườn cà phê cũng gặp phải tình trạng cây có biểu hiện bị thiếu hụt dinh dưỡng. Điển hình là thiếu kẽm với phần ngọn bị rụt lại, lá nhỏ, rìa lá bị cong có hình dáng như mũi mác hoặc dựng tai thỏ. Với cà phê vối thì lá non có thêm biểu hiện vàng lá trong khi gân lá vẫn xanh tạo nên bức tranh xương cá đối lập. Giải pháp hoàng minh. Việc quan trọng hàng đầu của các nhà vườn hiện nay là giải quyết vấn đề ngập úng trên vườn. Tiếp đến là xới nhẹ lớp đất trên bề mặt đất, kết hợp với bổ sung tri trồ để mạ tốt giúp đất tơi xốp và thoáng khí. Đối với các loại nấm bệnh và dẹp gây hại, bà con xử lý luân phiên với Spata liều dùng 1 chai pha 200 lít để quản lý bệnh khô cành khô quả và Apollo liều dùng cho 400 lít nước để quản lý vì sắt và nấm hồng. Bà con kết hợp cùng Alexander 777 và xích thố mã để quản lý dẹp với liều dùng 1 chai cho 400 lít nước. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, Hoàng Minh khuyến nghị bà con bổ sung Green Mix kết hợp cùng cặp đôi thịnh vượng gồm Calibo Hoàng Minh và lớn trái Hoàng Minh để phun trực tiếp lên lá giúp giải quyết thiếu hụt chung vi lượng và giúp trái lớn đều nhân, chắc nhân, chống rụng trái. Tùy vào giai đoạn và đặc điểm hình thái của từng vườn, nhà vườn nên áp dụng cách quản lý linh động và thích hợp. Để nhận được tư vấn chi tiết, bà con vui lòng liên hệ qua fanpage Nông nghiệp Hoàng Minh hoặc hotline 0935842567.